Xin chào anh em nhé. Hôm nay mình sẽ làm một con nồi Joji, nhãn hiệu hình con voi này, và mã của nó là LPWA10. Con này anh em hay gọi là nồi Joji Mammut. Thì hôm nay mình không hướng dẫn anh em cách sửa chữa mà hướng dẫn anh em cách tháo, vì là rất nhiều anh em là đang hỏi mình là hướng dẫn cách tháo của con cách tháo con nồi Joji để ra. Con này hiện tại là cách tháo nó rất là khó khăn, vì là khi anh em tháo ra là đa số là bị gãy quai đấy, cái quai sách này, và cũng không biết là tháo ra kiểu gì. Thì hôm nay mình vừa sửa chữa con này, và cũng hướng dẫn anh em cách tháo con này ra. Hôm nay chỉ hướng dẫn cách tháo thôi, còn là con này nó bị lỗi cáp, lỗi phím, thì khi tháo ra là mình sẽ thay luôn. Thì cái đấy mình sẽ không hướng dẫn việc tháo nữa, việc sửa nữa, để chỉ là hướng dẫn anh em cách tháo thôi. Thì để tháo được con nồi này ra, ví dụ khi anh em muốn tháo được cái lắp đít của con nồi này, thì bắt buộc anh em phải tháo được cái quai này ra. Tháo được cái quai ra thì mới tháo được cái lắp sau này ra. Thì để tháo được cái quai này ra thì không phải là anh em cứ thế này anh em lôi ra đâu. Thì đây là cái lẫy của nó này, nó còn xấu ở đây, đây nó còn xấu ở chỗ này. Thì anh em ít nhất là anh em phải kéo được cái quai này qua cái nắp này, đây có nghĩa là phải qua được cái gân nắp này, nó phải xuống được cái chỗ này. Nhưng mà khi đậy lắp vào rồi thì là anh em không thể kéo được xuống đó, mà nó chỉ dắt ở trên này thôi. Bắt buộc anh em phải tháo cho mình cái lắp trên này ra, đây bắt buộc anh em mình phải phải tháo cho mình cái quai này ra, cái lắp mặt nắp này. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách tháo luôn nhé. Ok, cho máy quay vào đây. Ok anh em nhé, bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách tháo luôn này. Thì để tháo được cái lắp đít ra, cái lắp quai ra, hoặc là tháo được cái vỏ ra, thì anh em phải tháo được cái quai này. Thì tháo quai anh em phải tháo được cái mặt trên này ra, có nghĩa là tháo cái nắp này lên, đây tháo cả cái lắp này ra ngoài, để cho cái quai này nó hạ xuống cái chỗ mép xoong này nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành tháo quai, tháo cái nắp ra này. Thì để tháo cái nắp thì anh em phải tháo cái hộp đít này ra. Hộp đít này nó có hai con nắp thôi, mình sẽ sử dụng súng nó nhanh nhé. Đây anh em tháo hai nắp này ra nhé. Ok, khi tháo được hai nắp này ra rồi thì anh em cậy cái nắp này ra. Đây là hướng dẫn anh em cách tháo cái quai này không bị gãy nhé. Cái còn nếu mà anh em muốn tháo nhanh thì anh em chỉ cần gạt hết đằng trước như này, anh em bẫy ra, thì khi nó gãy được cái chốt này ra thì anh em nuôi được. Thế là tùy theo anh em cách tháo, còn nếu mà để tháo theo đúng nguyên bản nó thì anh em phải tháo như vậy, đây phải tháo như theo cái video này. Anh em nhấc cái này ra, chỗ này chân này nó có lẫy này, anh em cậy cái lẫy ra nhé. Đó, và lôi cái này ra. Thì trên này nó có cái mạch trung gian, nó nằm ở giữa, anh em lôi cái mạch trung gian ra. Đây thế là mình sẽ thay cáp của con cái mạch này thôi. Đây là cái mạch trung gian này anh em này, thì cái này tháo rất dễ thôi, anh em cần rút cáp ra. Đây rút cáp ra. Đây cái cáp này nó kém đây, nó rơi hết cái lá, rơi hết cái lá thì tí nữa mình sẽ phải thay. Đây tí nữa mình sẽ phải thay cái cáp này. Thì hôm nay sẽ thay cái cáp này để giới thiệu luôn cho anh em. Thì đây là cái mạch trung gian nhé, mạch này mình đã thay pin. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành khi rút được cái mạch này ra rồi, thì trong này nó có con ốc ở đây này anh em này. Đây nó có hai con jack này nữa này, anh em tháo nút cái jack này ra nhé. Cái này anh em phải tháo cái nắp ra trước, xong đến tháo cái quai, rồi mới đến tháo cái mặt này. Đấy, trình tự của nó là như vậy. Thì bây giờ mình sẽ tháo bốn con ốc vào trong này ra. Cái tháo bốn con ốc ra đó nhé. Bốn ốc. Ok,
Nếu mà cái tháo bốn con ốc này ra rồi mà anh em không nhấc được cái mặt này ra thì anh em sẽ phải tháo cái mặt ngoài này nhé. Thì anh em phải tháo cái mặt ngoài ra thì ở đây có bốn con ốc này, hai con ốc này. Nhưng cái đấy mình sẽ tính sau nhé. Bây giờ mình sẽ để khi tháo được xong rồi thì anh em hạ cái quay này xuống này. Đây mình sẽ làm tắt trước xem có được không nhé. Các bạn sẽ hạ cái quay này xuống và các bạn nhấc cái nắp lên. Anh em phải bậy cái chốt này ra này, bậy cái chốt này ra này, đó, và anh em nhấc bổng lên. Đây là, như này đang bị vướng này, anh em nhìn thấy chưa, vướng này, anh em phải lưng lên, đó, như vậy là lôi được cái này ra, đây, anh em lôi được cái chốt này ra, thì là đã ra được cái nắp này nhé, đó, đây là mình đã tháo riêng cho anh em một cái nắp này, đây bộ phận nắp này nó, phần nắp là đã rời ra rồi nhé. Thì bây giờ còn cái quai này, tôi xong bỏ ra này cho đỡ, đỡ nặng này. Đây là cái quai thì anh em sẽ run về đây và anh em mở ra đây, rất là dễ luôn anh em nhé. Đấy, giờ nó ra đúng cái ngạnh của nó rồi, anh em mở ra đây như này. Đấy, anh em đã tháo cái quai và không bị gãy cái tay này. Đây, như anh em tháo là đã bị gãy cái tay này nhé. Thì khi vướng cái nắp là nó không chạm được xuống vào đây thì dẫn đến là cái khe này, đây đây cái đường rãnh của nó này và đây cái chấu của nó này, chấu ngang này, đó chấu ngang này. Thì anh em khi anh em không nhấc được cái nắp ra thì cái chấu ngang này không đạt được như này và nó hơi bị cay như thế này, nó bị hơi bị xỏ ngang như này. Thì anh em cố cậy ra thì nó sẽ gãy ở đây. Thì nếu mà muốn tháo được thì anh em phải tháo được cái nắp ra ngoài. Đó. Còn sau đó là anh em ấy thôi. Sau đó bây giờ anh em tháo hết ốc ở đây ra, ốc trong này ra. Đây. Và anh em cậy cái nắp này ra, rất là đơn giản nhé. Đó. Cái nắp này thì anh em cứ cho cái lượng cái mũi dao ở đây bẩy ra là xong. Thì cái này thì rất là đơn giản thôi. Chủ yếu là hướng dẫn anh em cách tháo cái quai này. Đó, quai này. Ok. Còn những cái chỗ này thì chỉ việc tháo ốc với lại cái mép này ra là ok. Thì cái này thì nó đơn giản rồi, mình sẽ không hướng dẫn anh em nữa. Về hướng dẫn anh em cái này nó bằng thừa, thời gian nó sẽ mất mất thời gian cho anh em. Thì quan trọng là cái lắp quai thôi. Còn bây giờ mình sẽ tiến hành thay thay cái cáp ở trong cái này. Cáp này thì mình sẽ combo cho anh em là ba sợi cáp. Đây, quyền ba sợi cáp là cáp 16 chân và cáp 26 chân. Đây. Đây. 26 chân. Đó, sẽ combo cho anh em là ba sợi này là 150k nhé. Là sử dụng cho cái lồi Joji Mammut này. Vì là cái này nó sử dụng ba sợi cáp. Trên mặt khiển này nó có hai sợi này. Đấy, hai sợi này nó đều bị mất cái chốt nhựa đây. Thì khi cắm vào là nó sẽ chập chờn, thì dẫn đến là khi nấu cơm nó sẽ bị một là đang nấu sẽ bị mất nguồn, hay là cái tiếp xúc kém thì sẽ dẫn đến là chập công suất. Đó, thì đây là cái nguyên nhân để mình thay cái cáp này và hướng dẫn cho anh em cách tháo cái quai. Thì anh em nào mà có nhu cầu mua cáp thì bên mình đang combo ba sợi là tính cả cái sợi ở dưới nguồn này nữa này anh em này. Đây, cả sợi nguồn này nữa và hai sợi khiển xuống này. Đó, là ba sợi này là 150k. Anh em nào mua thì có thể là inbox hoặc là khi lắp ráp hoặc là khi tháo lắp thì sẽ xem qua cái video này là anh em có thể là biết cách tháo rồi. Đó, ok nhé. Thì mình sẽ xin dừng cái video tại đây nhé. Cảm ơn anh em đã quan tâm và ủng hộ kênh này. Còn anh em nào mà tháo cái nắp ra thì vẫn vẫn hai con ốc ở mắt này. Đây, cái này nó dấu ốc này. Đó, đây dấu ốc này, hai cái ốc này thôi. Và anh em cho tôi viết ra lựa ở đây anh em cậy. Đây mình chỉ cần hơi cầm tay ra nó ra rồi này. Đấy, cậy ra là có thể là tháo được cái mặt thay được cái cáp này nhé. Ok, thì video mình xin dừng thôi. Cảm ơn anh em đã quan tâm.